xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Chị Nguyệt Yu nên duyên với tài phiệt Park Seo-yeon trong phim mới. Còn nhớ cách đây một năm, Yu và Park Seo-yeon từng khiến dân tình bấn loạn khi bất ngờ úp mở về một dự án hợp tác chung. Tưởng đâu khán giả sẽ được ngắm hai cực phẩm nhan sắc này trong một bộ phim ấn tượng nào đó. Ngờ đâu đôi trẻ chỉ cùng góp mặt tại một clip quảng cáo dài tới một phút. Nếu vẫn còn hậm hực vì năm ngoái bị anh chị nhà Thả Thính Thiêu thì yên tâm. Sắp tới chị Nguyệt Yu sẽ có một dự án phim chất xịn cùng tài phiệt Park Seo-yeon. Được biết cả hai sẽ tham gia drama phim điện ảnh mới của đạo diễn Lee Bong-hun, người làm nên thành công của Bom Tấn Phi Vụ Bá Đạo. Phim kể về một hành trình phấn đấu giành ngôi vị vô địch World Cup vô gia cư, một giải bóng đá quốc tế của một nhóm cầu thủ trẻ. Trong đó Park Seo-yeon sẽ vào vai huấn luyện viên John Honda, trước là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng bị kỷ luật vì một sự cố bất ngờ. Vai diễn của Yu hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể, nhưng dự kiến cô nàng sẽ là nữ chính sát cánh bên Park Seo-yeon.